nhân. Khi này chúng ta sẽ ngồi trước cổ, quỳ hai đầu gối của chúng ta vào sát với cả vai của bệnh nhân, của nạn nhân. Chúng ta sẽ kéo, dùng lực của chúng ta kéo mạnh tay của người bị nạn về phía trước của chúng ta, nghiêng người chúng ta một góc khoảng từ 45 độ. Chúng ta sẽ dùng hai tay của chúng ta đưa tay của bệnh nhân về phía trước, hai ngực của bệnh nhân ép mạnh xuống. Đó là chúng ta sẽ dùng, và sẽ chúng ta sẽ làm khi nào bệnh nhân thở, không còn thở nữa thì chúng ta sẽ dùng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.